Chuyển nhượng cầu thủ ngoại hạng Anh ngày 15 tháng 8, Ronaldo lại bị từ chối. Mua sắp có Adrian Rabiot, Chelsea hỏi mua Aubameyang. Những tin tức chuyển nhượng cầu thủ ngoại hạng Anh diễn ra trong 24 giờ qua được cập nhật thường xuyên trên báo Thế giới và Việt Nam. Ronaldo vẫn mong tìm lối ra mua. Corriere dello Sport loan báo, cả hai đội Inter và AC Milan đều từ chối ngay lập tức khi người đại diện siêu còn Jorge Mendes đề nghị ký Ronaldo. Hai đội bóng mạnh Serie A lấy lý do lương siêu sao người bù quá cao, họ không kham nổi. Như vậy, hai đội bóng thành Milan trở thành những người thứ 8 và 9 từ chối Ronaldo ở phiên chợ mùa hè, một kỷ lục với tay săn bàn 37 tuổi. Ronaldo dù trở lại đội hình đá chính mua nhưng được cho vẫn mong có thể tìm lối ra đến được một đội bóng Champions League trước khi phiên chợ hè đóng cửa. Tuy nhiên, với việc các đội bóng đều nói không với Ronaldo thì khả năng cao nhất của anh giờ chính là ở lại mua. Huấn luyện viên Erik ten Hag không hài lòng với kế hoạch chuyển nhượng. Miro cho hay, trận thua mu 0-4 Brentford đưa càng khiến Erik ten Hag thêm bực với lãnh đạo mu khi kế hoạch chuyển nhượng quá tệ hại. Mu được cho hứa mang về cho thuyền trưởng người Hà Lan ít nhất 5 tân binh và Erik ten Hag đã sớm đưa danh sách những cầu thủ mà ông mong muốn. Tuy nhiên, mu đi chợ miệt mài nhưng không mang về được những mục tiêu mà mình cần. Cho đến nay, quỷ đỏ có 3 viện binh là Tyrell Valencia, Lisandro Martinez và Eriksen nhưng không ai trong số họ có thể nâng tầm quỷ đỏ. Hai mục tiêu chính của Erik ten Hag cho tuyến giữa De Jong và hàng công Antony là câu chuyện kéo dài đầy bế tắc. Tôi cần những bản hợp đồng mới và những cầu thủ chất lượng, Erik ten Hag công khai trước truyền thông để gửi thông điệp đến lãnh đạo mu. Mu được cho chuẩn bị có thêm Adrian Rabiot nhưng người ta sớm đặt ra việc thích nghi của anh tại Old Trafford. Người hâm mộ quỷ đỏ không thoát khỏi một kỳ mua sắm thất bại ngay từ đầu. Chelsea hỏi mua Aubameyang nhưng Barca từ chối bán. Theo Relevo, Barca có kế hoạch bán Aubameyang, dọn đường đón Bernardo Silva từ Man City. Tuy nhiên, họ vừa từ chối lời đề nghị hỏi mua từ Chelsea. Đội bóng của Thomas Tuchel được cho đưa ra giá 14 triệu euro cho Aubameyang, nhưng Barca không chấp nhận do muốn con số trên 20 triệu euro. Huấn luyện viên Tuchel cho thấy muốn tái ngộ với Aubameyang, người từng làm việc cùng ông ở Dortmund. Aubameyang hiện cảm thấy hạnh phúc ở Nou Camp nhưng bị hấp dẫn bởi viễn cảnh gia nhập Chelsea. Câu lạc bộ sẵn sàng trả mức lương cao gấp đôi anh đang nhận ở Barca. Chelsea dự kiến sẽ đưa ra đề nghị mới cho tiền đạo này.